Khuyết xem nhạc Meon vừa công bố số liệu thống kê top 10 các khúc có lượng nghe nhiều nhất trong vòng 24 giờ đồng hồ của các nhóm nhạc nam Hàn Quốc. Và Big Bang có tới 9 trên 10 các khúc trong bảng thống kê này. Và điều đặc biệt, tất cả 9 ca khúc trong bảng thống kê trên đều là những ca khúc mới nhất của nhóm nhạc đình đám này.